À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chữa bài tập của cô ngày hôm nay. Hôm nay cô và các bạn sẽ đi vào bài số 58, Em làm được những gì? Trong bài 58 này, giúp chúng ta củng cố lại kiến thức về đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo diện tích hay là những phần bài tập như bài phép tính nhân, phép tính chia, các số tự nhiên. Vậy trong phần em làm được những gì, chúng ta cần giải quyết những bài toán nào? Thì hôm nay cô và các bạn cùng nhau đến với phần chữa bài tập ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta cần ôn tập lại cho cô về đơn vị đo khối lượng. Trong phần đơn vị đo khối lượng thì chúng ta đã được học những đơn vị đo khối lượng như là tấn, tạ, yến, kg và đơn vị gam. Chúng ta biết rằng đơn vị kg sẽ là đơn vị trung tâm và chúng ta có những đơn vị lớn hơn kg, đó là đơn vị tấn, đơn vị tạ và đơn vị yến. Ngoài ra chúng ta còn đơn vị bé hơn kg, đó là đơn vị gam. Chúng ta biết rằng 1 tấn thì bằng 10 tạ, đúng không nào? Và 1 tấn bằng 100 yến, 1 tấn bằng 1.000 kg. Tiếp tục, đến đơn vị tạ thì chúng ta thấy 1 tạ bằng 10 yến, 1 tạ bằng 100 kg. Còn đơn vị yến thì 1 yến bằng 10 kg. Còn đối với đơn vị bé hơn kg là đơn vị gam, chúng ta có 1 kg thì bằng 1.000 gam. Chúng ta cần phải học thuộc cho cô bảng đơn vị đo khối lượng này. Đối với bảng đơn vị đo khối lượng thì mỗi đơn vị đo liền kề thì sẽ gấp nhau 10 lần. Tiếp tục chúng ta sẽ sang tới bảng đơn vị đo diện tích. Chúng ta được học về những đơn vị đo diện tích như là mét vuông này, đề xi mét vuông, cm vuông hay là mm vuông. Vậy thì chúng ta thấy rằng những đơn vị đo này nó đều hơn kém nhau 100 đơn vị. Tức là 1 mét vuông thì bằng 100 decimet vuông, 1 decimet vuông thì bằng 100 cm vuông và 1 cm vuông bằng 100 mm vuông. Còn cụ thể như thế nào thì các bạn hãy quay lại phần bài decimet vuông và mm vuông cô đã dạy rõ. Như vậy, thông qua phần ôn lại kiến thức của đơn vị đo khối lượng và đơn vị đo diện tích, chúng ta sẽ sang tới phần bài tập số 1 là bài tập điền số. Chúng ta có 3 phần, với một phần là chuyển đổi đơn vị đo khối lượng, còn hai phần B và C là chuyển đổi đơn vị đo diện tích. Đối với phần A, chúng ta có 136 tạ đổi sang kg. Chúng ta có đơn vị tạ gấp bao nhiêu lần đơn vị kg nhỉ? À đúng rồi, đơn vị tạ gấp 100 lần đơn vị kg. Vì vậy, để đổi 136 tạ sang kg, chúng ta sẽ lấy 136 nhân với 100 và kết quả ra được là 13.600 kg, đúng không nào? Tiếp tục, chúng ta sẽ đổi ngược lại từ kg sang tấn, 48.000 kg sang đơn vị tấn. Chúng ta lại biết rằng tấn gấp bao nhiêu lần kg? À, 1 tấn bằng 1.000 kg. Vì vậy 1 tấn gấp 1.000 kg. Do đấy khi chúng ta đổi ngược lại từ đơn vị kg sang đơn vị tấn, chúng ta phải đem chia cho 1.000, đúng không nào? Chúng ta lấy 48.000 chia cho 1.000. Và khi mà chúng ta chia cho 1.000, tức là chúng ta đang bỏ đi 3 số 0 ở bên phải số đó, tức là chỉ còn 48 tấn. Do đó 48.000 kg đổi sang đơn vị tấn còn 48 tấn. Tiếp tục đến phần B, 7 cm2 đổi sang mm2. Chúng ta thấy cm2 và mm2 là hai đơn vị đo diện tích liền kề, nên là hơn kém nhau 100 đơn vị, đúng không nào? 1 cm2 bằng 100 mm2. Do vậy, để đổi 7 cm2 về mm2, chúng ta sẽ lấy 7 nhân với 100 và đáp án ra là 700 mm2. Tiếp tục, 900 mm2 đổi về đơn vị cm2. Từ cm2 về mm2 thì chúng ta phải nhân với 100, còn từ mm2
mà sang đơn vị cm vuông thì chúng ta phải đem chia cho 100. Chúng ta lấy 900 chia cho 100 được đáp án là 9 cm2. Tiếp tục đến phần C. 5 m2 đổi sang đơn vị cm2. Chúng ta nhớ lại cho cô nào. Từ m2 mà đến cm2, chúng ta phải đi qua đơn vị dm2 đúng không nào? Mà 1 m2 bằng 100 dm2. 1 dm2 bằng 100 cm2. Vì vậy, 1 m2 sẽ bằng 10.000 cm2. Vậy thì muốn đổi sang đơn vị mét vuông, từ mét vuông sang đơn vị cm vuông, chúng ta cần phải nhân với 10.000. Vậy 5 m2 mà muốn sang cm vuông, chúng ta sẽ lấy 5 nhân với 10.000 bằng 50.000 cm vuông. Còn ngược lại, từ cm vuông mà đổi về đơn vị mét vuông, chúng ta phải đem chia cho 10.000. Vậy 760.000 chia cho 10.000 thì chúng ta bớt đi bao nhiêu số 0? À, chúng ta sẽ bớt đi 4 số 0 và đáp án chúng ta thu được sẽ là 76 m2. Như vậy, ở phần A, chúng ta có 136 tạ bằng 13.600 kg, 48.000 kg bằng 48 tấn, 7 cm2 bằng 700 mm2 và 900 mm2 bằng 9 cm2. Phần C, 5 m2 bằng 50.000 cm2 và 760.000 cm2 bằng 76 m2. Tiếp tục chúng ta sang đến phần 2. Đối với phần 1 là chúng ta đang ôn lại về cách chuyển đổi đơn vị đo. Còn với phần 2 thì chúng ta sẽ ôn tập lại những cách nhân và cách chia. Cách nhân này thì chúng ta nhận ra đây là trường hợp gì? À, nhân hai số có tận cùng là chữ số 0, đúng không nào? Còn phần B là chúng ta đang chia cho gì? Đang chia cho số có hai chữ số, đúng không? Rồi, chúng ta thực hiện phần A nào. 3.140 nhân cho 90 thì chúng ta sẽ tách 90 thành 10 nhân 9 và sau đó chúng ta lại sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân là nhóm 3.140 nhân với 10 thành một nhóm. Sau đó chúng ta nhân với 9 ra bên ngoài. Và đáp án chúng ta thu được sẽ là 31.400 nhân với 9. Và kết quả cuối cùng là 2.282.600. Rồi, và với phần B là chia hai số có tận cùng là chữ số 0. Vậy thì khi chia hai số có tận cùng là chữ số 0, thì chúng ta sẽ chuyển đổi lại đúng không nào? Với 50 này, chúng ta sẽ viết được là 50. Còn 75.000, chúng ta viết được là 7.500. Và từ đây chúng ta bỏ cho cô chữ chục đi. Và chúng ta có 7.500 chia cho 5. Vậy thì đây sẽ trở thành phép chia số có một chữ số. Và đáp án ra là 1.500. Đây là cách tính thông thường. Vậy cách đặt tính như thế nào? À, các bạn có thể thực hiện ra ngoài nhé và kiểm tra đáp án. Tiếp tục đến bài số 3 là chúng ta tới bài đặt tính giới tính. Các bạn xác định rõ yêu cầu. Đối với bài tập số 2, họ đang yêu cầu chúng ta tính, tức là chúng ta có thể tính theo tính giá trị biểu thức. Còn đối với bài 3, họ yêu cầu chúng ta đặt tính giới tính, thì chúng ta phải làm hai bước. Bước 1 là chúng ta đặt tính, bước 2 là chúng ta tính. Rồi, đến với phần A nào. 382 x 65. Và phần B, 75.481 chia 37. Chúng ta thấy đây là đều dạng phép nhân cho số có hai chữ số và chia cho số có hai chữ số, đúng không nào? Đối với nhân cho số có hai chữ số thì chúng ta cần phải tìm tích riêng thứ nhất rồi tích riêng thứ hai. Còn đối với chia cho số có hai chữ số thì chúng ta cần phải làm các bước như là xác định số bị chia, xác định số chia, xong đến phần ước lượng thương, đúng không nào? Chúng ta sẽ đi vào phần cụ thể là phần A. 382 x 65. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm tích riêng thứ nhất bằng cách lấy 5 nhân với 382, đúng không nào? 5 x 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 x 8 bằng 40, nhớ 1 bằng 41, viết 1 nhớ 4.
5 x 3 bằng 15, nhớ 4 bằng 19, chúng ta viết được 19. Tiếp tục chúng ta tìm tích riêng thứ hai bằng cách lấy 6 nhân với 382. Nhưng mà khi viết tích riêng thứ hai thì chúng ta phải viết lùi sang. Lùi sang đâu đây? Lùi sang bên trái đúng không nào? 6 x 2 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 x 8 bằng 48, nhớ 1 bằng 49, viết 9 nhớ 4. 6 x 3 bằng 18, nhớ 4 bằng 22, chúng ta viết được 22. Sau khi tìm được tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai thì chúng ta sẽ đi cộng tổng lại. Chúng ta hạ 0 xuống, 1 cộng 2 bằng 3, viết 3. 9 cộng 9 bằng 18, viết 8, nhớ 1. 1 cộng 2 bằng 3, nhớ 1 bằng 4, viết 4. Và chúng ta hạ 2. Do đó, 382 x 65, chúng ta thu được kết quả là 24.830. Tiếp tục đến phần B. 75.481 chia 37. Chúng ta thấy rằng bên số chia đang có 2 chữ số. Vì vậy số bị chia chúng ta cũng cần lấy 2 chữ số đúng không nào? Đó chính là 75. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy 75 chia cho 37. 75 chia cho 37 được 2. Nhân ngược lại để kiểm tra đáp án. Chúng ta có 2 nhân với 37 nào. 2 x 7 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 2 x 3 bằng 6, nhớ 1, bằng 7. Do vậy, 2 x 37 bằng 74. Chúng ta tìm số dư bằng cách lấy 75 trừ 74 được 1, viết 1. Hạ 4 xuống được đáp án là được số là 14. 14 chia cho 37. Nhận xét 14 đang là số bị chia, 37 đang là số chia, mà số bị chia nhỏ hơn số chia nên có thương bằng 0. Vì vậy 14 chia 37 bằng 0. Nhân ngược lại để tìm số dư. 0 x 37 bằng 0. 14 trừ 0 bằng 14, viết 14. Tiếp tục chúng ta hạ 8, được 148. Lấy 148 chia cho 37, được đáp án bằng 4. Nhân ngược lại, 4 x 7 bằng 28, viết 8, nhớ 2. 4 x 3 bằng 12, nhớ 2 bằng 14, viết 14. Do vậy, 37 x 4 bằng 148. Tìm số dư, chúng ta sẽ lấy 148 trừ 148 được 0, viết 0. Cuối cùng chúng ta hạ 1 xuống. Và 1 cũng đang đóng vai trò là số bị chia, mà lại nhỏ hơn số chia là 37. Nên 1 chia 37 được 0, viết 0. Tìm số dư, nhân ngược lại, 0 x 37 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1. Do đó, 75.481 chia 37, chúng ta thu được kết quả là 2.040, và đây là phép dư, dư 1. Như vậy là thông qua bài tập số 3, chúng ta thấy là với phần phép nhân số tự nhiên và chia số tự nhiên có 2 chữ số có đơn giản không nhỉ? Có đúng không nào? Chỉ cần chúng ta nắm chắc cho cô các bước làm thì những phép tính này sẽ lên rất là đơn giản. Tiếp tục chúng ta sẽ sang bài 4 là bài tìm số. Bài tìm số thì chúng ta sẽ điền trong bảng. Ở bảng này nó có 3 phần, đó là số bị chia, số chia và thương. Với từng phần nó sẽ biết được cụ thể 2 số. Ví dụ như phần A yêu cầu chúng ta tìm thương của phép chia 11.960 chia cho 52. Còn phần B thì lại yêu cầu chúng ta tìm số bị chia khi chúng ta biết thương là 90 và biết số chia là 747. Và với phần C yêu cầu chúng ta tìm số chia khi biết số bị chia và khi biết thương. Và các bạn phải nhớ cho cô rằng để muốn tìm số bị chia thì chúng ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Còn ngược lại để tìm số chia, chúng ta sẽ lấy số bị chia cho thương. Đây là dạng bài vô cùng đơn giản. Vì vậy các bạn có thời gian 3 phút để thực hiện cho cô. 3 phút bắt đầu. Đã hết thời gian 3 phút, các bạn quay lại đây và kiểm tra đáp án cùng cô. Đầu tiên cô có phép chia để tìm thương 11.960 chia cho 52. Cô thấy bên số chia đang có 52 là số có 2 chữ số, đúng không nào? Do vậy ở phần số bị chia,
cô cũng phải lấy hai chữ số. Nhưng hai chữ số ở đây đang là 11. 11 lại nhỏ hơn 52. Do vậy chúng ta cần phải lấy sang chữ số thứ 3 là 119. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép chia 119 chia cho 52 được đáp án bằng 2. Nhân ngược lại để tìm số dương. 2 x 2 bằng 4. 2 x 5 bằng 10. Do vậy 2 x 52 bằng 104. Chúng ta có số dư sẽ là 15. Tiếp tục hạ 6 xuống, trở thành số 156. 156 chia 52 được 3. Nhân ngược lại, 3 x 52 được 156. Do vậy tìm số dư, chúng ta sẽ lấy 156 trừ 156 bằng 0. Hạ 0 xuống, chúng ta được 0. 0 chia 52 được 0. 0 x 52 được 0 và chúng ta tìm số dư bằng cách lấy 0 trừ 0 được 0. Do đó, chúng ta tìm được thương của phép chia 11.960 chia 52 bằng 230. Và đây là cách chia hết. Tiếp tục, để tìm số bị chia thì chúng ta sẽ lấy số chia nhân với thương, tức là 747 nhân với 90. Đây là phép nhân cho số có tận cùng là chữ số 0, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ hạ cho cô một chữ số 0 xuống, sau đó lấy 9 nhân với các số còn lại. 9 x 7 bằng 63, viết 3 nhớ 6. 9 x 4 bằng bao nhiêu? 9 x 4 bằng 36, nhớ 6 là 42, viết 2 nhớ 4. Và 9 x 7 bằng 63, nhớ 2 nữa thành 67. Cô xin lỗi, nhớ 9 x 7 bằng 63, nhớ 4 bằng 67. Do đấy chúng ta tìm được số bị chia là 67.230. Tiếp tục đến với phần tìm số chia thì chúng ta sẽ lấy số bị chia là 283.500 chia cho 70. Đây là phần chia hai số có tận cùng là chữ số 0 nên chúng ta sẽ gạch đi một chữ số 0, đúng không nào? Nó sẽ trở thành cách chia của số 28.350 chia cho 7. Bây giờ chúng ta sẽ lấy 28 chia cho 7 được 4. Và chúng ta thực hiện như bình thường. Và cuối cùng chúng ta sẽ ra được số dư và ra được phần số chia, đó là 405. Trên bảng của cô đang thực hiện là thực hiện phép chia của hai chữ số, là cô sẽ lấy 283 chia cho 70. Còn với phần cô hướng dẫn là với chia cho hai số có tận cùng là chữ số 0 thì chúng ta sẽ gạch đi cho cô một chữ số 0 đi, đúng không nào? Trở thành cách chia 28.350 chia cho 7 và đáp án của chúng ta cũng ra được là 405. Do vậy, ở bài số 4 thì chúng ta thấy rằng để tìm được số bị chia thì chúng ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Để tìm được số chia, chúng ta sẽ lấy số bị chia cho thương. Còn để tìm thương thì vô cùng đơn giản, chúng ta sẽ lấy số bị chia cho số chia. Và kết luận 11.960 chia cho 52 thu được kết quả là 230. 67.230 chia 747 bằng 90 hay 747 nhân 90 bằng 67.230. Và cuối cùng 283.500 chia cho 70 bằng 4.050. Như vậy là ở bài số 2 và bài số 3 là chúng ta đã củng cố lại tính toán giữa phép nhân và phép chia các chữ số. Đối với bài số 5 là chúng ta sẽ đi tính và được tính theo mẫu. Với mẫu như sau: 18 x 50 và cô sẽ tách 18 thành 9 x 2. Sau đó cô sẽ thực hiện tính chất kết hợp của phép nhân, hoán đổi vị trí dấu ngoặc. Cô nhóm 2 với 50 thành một nhóm và 9 ra bên ngoài. Và cô có kết quả là 9 x 100 và đáp án thu về là 900. Do đó 18 x 50 thì bằng 900.
Tương tự như phần mẫu các bạn thực hiện cho cô, 24 x 25. Rồi, như vậy ở phần 24 x 25 thì cô sẽ giữ nguyên số 25 và cô sẽ tách 24 thành hai số là số 6 và số 4. 24 bằng 6 x 4 đóng mở ngoặc nhân với 25. Sau đó cô sẽ thay đổi vị trí dấu ngoặc. Cô nhóm 4 với 25 thành một nhóm và nhân 6 ra bên ngoài. Từ đây thì cô có 6 nhân với 100 và kết quả cô thu được là 600. Do vậy, 24 nhân 25 bằng 600. Tương tự như vậy thì các bạn làm cho cô phần A, phần B, phần C. 14 nhân 50, 28 nhân 25 và 36 nhân 250. Đối với phần A thì chúng ta cần tách số nào nhỉ? À, các bạn giữ nguyên cho cô 50 và tách cho cô 14 ra đúng không nào? 14 thì sẽ được tách là bao nhiêu? Để khi mà chúng ta nhóm vào, chúng ta sẽ có được số là số tròn trăm. À, 14 chúng ta sẽ tách là 7 nhân với 2, đúng không nào? Còn với phần B thì chúng ta sẽ giữ nguyên 25. Còn 28 chúng ta sẽ tách là 7 nhân với 4, đúng không nào? Và phần C chúng ta cũng giữ nguyên 250. Và 36 chúng ta sẽ tách là 6 nhân với 6 để được 36. Như vậy cô đã hướng dẫn các bạn phần A, phần B, phần C ở bước tách. Bây giờ các bạn có thời gian là 2 phút để thực hiện cho cô các bước tiếp theo để tìm ra kết quả cuối cùng. Đã hết thời gian 2 phút, các bạn kiểm tra đáp án cùng cô. Đối với phần A nào, 14 x 50 thì cô sẽ tách 14 thành 7 x 2 nhân với 50. Sau đó cô nhóm 2 với 50 thành một nhóm, nhóm 7 ra bên ngoài. Và kết quả cô thu được là 7 x 100 bằng 700. Do đó 14 x 50 bằng 700. Phần B, 28 x 25, cô tách 28 thành 7 x 4. Sau đó cô áp dụng tính chất kết hợp, cô nhóm 4 với 25 thành một nhóm và nhân 7 ra bên ngoài. 7 nhân với 100 và đáp án cô thu được bằng 700. Do đó 28 nhân 25 bằng 700. Tiếp đến phần C, 36 nhân 250. Cô tách 36 ra thành 6 nhân 6 hoặc thành 9 nhân 4. Sau đó cô sẽ nhóm 4 với 250 thành một nhóm. Từ đấy cô có phép tính 9 nhân với 1.000 và đáp án cô thu được là 9.000. Do đó 36 nhân 250 bằng 9.000. Như vậy là thông qua bài số 5 thì chúng ta thấy rằng đấy chính là cách tính nhanh chúng ta tách ra, sau đó sử dụng những tính chất của phép nhân để làm bài toán một cách nhanh chóng. Bài toán đó thì sẽ được gọi là bài toán tính nhanh, hay chúng ta sẽ sử dụng tính chất của phép nhân. Tiếp tục đến với bài 6. Người ta xếp đều 80 quả trứng vào tám vị. Hỏi nếu có 120 quả trứng cùng loại thì xếp được bao nhiêu vị như thế? Thì chúng ta thấy rằng đề bài đang cho chúng ta biết 80 quả trứng vào tám vị. Đề bài yêu cầu gì? Yêu cầu 120 quả trứng xếp được bao nhiêu vị? Vậy thì từ đây chúng ta thấy rằng đây là dạng bài toán rút về đơn vị đúng không nào? Chúng ta cần phải tìm một vị đựng bao nhiêu quả trứng, sau đó chúng ta đi tính 120 quả trứng đựng được số vị là. Chúng ta tóm tắt như sau, 80 quả trứng được 8 vị và 120 quả trứng thì cần xếp vào bao nhiêu vị. Và từ đây chúng ta sẽ đi tìm một vị có số quả trứng là, lấy số quả trứng trong 8 vị chia cho 8 thì bằng 10 quả. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm số vị trứng để xếp 120 quả trứng là, lấy số quả trứng là 120 chia cho số quả trứng của một vị là 10. 120 chia cho 10 thì đây là dạng bài chia cho 10, 100, 1.000. Đối với chia cho 10 thì chúng ta cần phải loại bỏ một số 0. Do vậy 120 chia cho 10 kết quả bằng 12 vị. Và chúng ta đáp số được rằng để đựng 120 quả trứng, chúng ta cần xếp vào 12 vị như vậy.
Và tương tự bài toán số 6 thì chúng ta sẽ sang tới bài toán số 7. Mẹ mua 2kg gạo nếp và đậu xanh. Biết khối lượng gạo nếp nhiều hơn đậu xanh là 1kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu gam mỗi loại? À, vậy thì khi đọc bài toán này, chúng ta xác định đây là dạng bài toán gì? Khi đọc bài toán này, chúng ta xác định đây là dạng bài toán gì nhỉ? À, chúng ta thấy rằng chúng ta có gạo nếp và đậu xanh là 2kg và gạo nếp nhiều hơn đậu xanh là 1kg. Vậy thì đây là dạng bài toán gì? À, đúng rồi, đây là dạng bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu, đúng không nào? Vậy chúng ta cần phải tóm tắt và nhớ lại cho cô tìm hai số khi biết tổng và hiệu với số lớn bằng tổng cộng hiệu đem chia cho 2, còn số bé thì bằng số lớn trừ đi hiệu, hoặc chúng ta có số bé bằng tổng trừ hiệu chia cho 2, hoặc số lớn sẽ bằng hiệu cộng số bé. Vậy thì dựa vào đấy chúng ta thực hiện cho cô phần bài làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ quy đổi cho cô đơn vị 2kg bằng 2000g. Bởi vì đề bài đang yêu cầu chúng ta tính theo đơn vị gam, đúng không nào? Sau đó chúng ta cũng quy đổi 1kg bằng 1000g. Từ đây chúng ta tính được mẹ mua số kg gạo nếp là. Với bài toán này thì gạo nếp sẽ đóng vai trò là số lớn, đúng không nào? Bởi vì gạo nếp nhiều hơn đậu xanh. Do vậy để tính được gạo nếp, chúng ta cần phải áp dụng công thức tìm số lớn. Đó là 2000 cộng 1000. Đóng mở ngoặc đem chia cho 2 và kết quả thu được là 1500g. Và chúng ta cũng tính được số đậu xanh mẹ mua là lấy số kg gạo nếp là 1500kg trừ số phần hơn là 1000. Chúng ta thu được đáp án là 500g. Do vậy, mẹ mua được gạo nếp là 1500g, còn đậu xanh là 500g. Rồi, như vậy thông qua bài tập số 7, chúng ta đã củng cố lại bài toán tổng hiệu, đúng không nào? Cách tìm số lớn và cách tìm số bé. Tiếp tục sang đến bài số 8 là chọn câu đúng câu sai. Các bạn quan sát vào cho cô hình sau và chọn câu đúng câu sai trong những câu. Câu A, hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Câu B, hình thoi và hình vuông, mỗi hình đều bốn cạnh bằng nhau. Câu C, hình chữ nhật có 4 góc vuông. Và câu D, hình thoi có 4 góc tù. Vậy các bạn quan sát cho cô, trong những hình này, đâu là hình bình hành? À, có phải hình đầu tiên không nhỉ? Vì vậy, hình bình hành có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau, đúng hay sai? Đúng, đúng không nào? Tiếp tục đến hình B, hình thoi và hình vuông, mỗi hình đều có 4 cạnh bằng nhau. Quan sát cho cô, đây là hình thoi và hình màu xanh là hình vuông. Khi mà so sánh thì chúng ta thấy bốn cạnh của hình thoi có bằng nhau không? Có. Và bốn cạnh của hình vuông có bằng nhau không? Có, đúng không nào? Vì vậy, phần B là phần chính xác. Tiếp tục hình C, hình chữ nhật có 4 góc vuông. Đây chính là hình chữ nhật. Các bạn dùng thước Eke kiểm tra cho cô có tạo thành 4 góc vuông không? Có, đúng không nào? Do vậy, phần C cũng là đáp án chính xác. Cuối cùng là phần D, hình thoi có 4 góc tù. Lại quan sát cho cô vào hình thoi nào, xem 4 góc này có phải góc tù hay không? Chắc chắn là không rồi, đúng không nào? Vì vậy, phương án D là phương án sai. Chúng ta kiểm tra cho cô thì thấy rằng các hình này đều là góc nhọn, đúng không? Hay gì? À, có hai hình đối này là góc nhọn, còn đâu hai góc này đang là góc tù. Các bạn phải dùng thước đo góc để kiểm tra cho cô nhé. Và như vậy ở bài số 8 thì chúng ta thấy câu đúng ở đây đang là câu A, câu B và câu C. Còn câu sai đang là câu D. Tiếp tục sang đến bài số 9 là bài chọn câu trả lời đúng. Câu A nào. Mỗi bao xi măng nặng 50kg thì 50 bao như thế nặng bao nhiêu kg? Chúng ta đã biết là một bao nặng bao nhiêu kg, vậy 50 bao chúng ta có biết được nặng bao nhiêu không?
chúng ta sẽ sử dụng phép tính nhân đúng không nào? Lấy khối lượng gì? Khối lượng xi măng của một bao nhân với số lượng bao là 50 nhân với 50. Và từ đây chúng ta ra đáp án được là bao nhiêu nhỉ? Rồi, chúng ta lấy 50 nhân với 50 và đáp án thu được là 2.500 kg đúng không nào? Và như vậy chúng ta quan sát vào 4 đáp án này thì có đáp án nào là 2.500 kg không? Không đúng không nào? Vì vậy bây giờ chúng ta cần đổi cho cô. Với đáp án A, 250 kg là sai luôn rồi. Đáp án B, 25 yến. Một yến thì bằng 10 kg. Vậy 25 yến thì bằng 250 kg đúng không nào? Nó khác so với đáp án, như vậy B cũng sai. Tiếp tục đến C nào. Một tạ thì bằng 100 kg rồi. Nó sai luôn, đúng không? Do vậy chúng ta chọn được đáp án ở đây chính là đáp án D. Đổi 2.500 kg thì sẽ bằng 25 tạ. Mà 25 tạ thì chúng ta sẽ biết được là 2 tấn 5 tạ. Bởi vì 2 tấn bằng 20 tạ. 20 tạ cộng với 5 tạ đề bài là 25 tạ. Do vậy đáp án D là đáp án chính xác. Tiếp tục đến phần B nào. Rót hết 20 lít nước vào các chai rỗng có dung tích 500 ml thì được A 4 chai, B 40 chai, C 400 chai, D 4000 chai. Thì chúng ta biết là mỗi chai có dung tích là 500 ml mà chúng ta cần rót 20 lít. Vì vậy bây giờ chúng ta phải sử dụng phép tính gì? Phép tính chia đúng không nào? Nhưng mà ở đây đang có hai đơn vị, một đơn vị là lít, một đơn vị là mililít. Vì vậy chúng ta cần phải quy đổi cho cô. Đổi 20 lít bằng 20.000 ml. Rồi chúng ta sẽ sử dụng phép tính chia. Đó là 20.000 ml chia cho 500 và chúng ta sẽ thu được đáp án là 400 chai. Chúng ta tính như sau, chúng ta sẽ gạch đi hai số 0 đúng không nào? Rồi gạch đi bên này hai số 0 và trở thành phép tính là 200 chia cho 4 và kết quả thu được là 40 chai. Các bạn sửa lại cho cô. Kết quả thu được là 40 chai. Do đó các bài toán này là bài toán có đáp án B. Đáp án B nhá. Tiếp tục nào. Đến phần C là về đơn vị đo thời gian. Chúng ta biết năm không nhuận thì có 365 ngày, đáp án C rồi. Tương tự dễ. Rồi, như vậy là thông qua 9 phần bài tập của bài số em làm được những gì thì cô và các bạn đã cùng nhau ôn tập lại những kiến thức về đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo thời gian hay là bài toán tổng hiệu về phép nhân, phép chia các số tự nhiên đúng không nào? Và chúng ta có thể làm thêm những bài tập để củng cố sâu hơn về kiến thức và chúng ta phải vận dụng kỹ năng để làm bài toán một cách nhanh nhất có thể, được không nào? Rồi, vậy thì bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.